Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin nóng 24 giờ của truyền hình Pháp luật Việt Nam. Mở đầu bản tin nóng ngày 27 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tính toán giãn cách xã hội nơi có nguy cơ cao, tạm dừng hoạt động hớt tóc gội đầu. Bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở điểm nóng Bắc Giang, Bắc Ninh. Cách chức giám đốc bệnh viện tâm thần Trung ương để bay lắc trong bệnh viện. Ngày 27 tháng 5, giá xăng dầu giữ nguyên. Qatar hỗ trợ 500 triệu đô la Mỹ tái thiết dải Gaza. Xả súng ở bang California, 8 người thiệt mạng. Trung Quốc kịch liệt phản đối việc Tổng thống Mỹ ra lệnh điều tra nguồn gốc COVID-19. Mở đầu bản tin nóng hôm nay là tình hình COVID-19 đang diễn ra phức tạp với số ca mắc ngày càng tăng cao. Và theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày 27 tháng 5, sau khi xuất hiện một chùm ca nhiễm trên địa bàn quận Gò Vấp, nâng tổng số ca dương tính lên tới 25 trường hợp liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, tình hình đang được kiểm soát, các lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết, xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng. Những khu vực có nguy cơ cao sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 trên CT-TTG hoặc chỉ thị 16 trên CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Sáng cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến khẩn giữa Thường trực Ban Chỉ đạo và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi phát hiện chùm ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, ngay sau khi phát hiện ổ dịch mới, các lực lượng đã tiến hành cách ly và phong tỏa nhiều khu vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh xác định được 67 F1 và 336 F2 của 25 ca nghi nhiễm. Trong số 67 F1 ghi nhận 23 mẫu xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, 44 mẫu chờ kết quả. Trong 336 F2 ghi nhận 326 mẫu xét nghiệm âm tính, 10 mẫu chờ kết quả. Hiện F1 của các ca bệnh đã trải khắp 16 quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, có thể nhiều hơn nữa. Ngành y tế đang tăng cường điều tra truy vết, cố gắng lấy hết mẫu tầm soát hôm nay. Tối qua, ba người đầu tiên trong giáo phái có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, gồm người phụ nữ 38 tuổi ngụ Hóc Môn, làm việc tại Phú Nhuận và cặp vợ chồng ngụ quận 12. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tạm dừng hoạt động của các nhà hàng trong các khách sạn, chỉ cho phép phục vụ khách lưu trú. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu tạm dừng bán tại chỗ đối với các quán ăn uống đường phố, cà phê vỉa hè, chỉ cho bán mang về, tạm dừng các tiệm làm đẹp, hớt tóc, gội đầu, đồng thời dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự và tính toán giãn cách xã hội nơi có nguy cơ cao. Thưa quý vị, hiện nay tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ghi nhận số lượng người mắc COVID-19 cao nhất cả nước. Số ca mắc tại Bắc Giang tăng cao do việc tổng lực tăng tốc xét nghiệm những ngày gần đây. Dự báo những ngày tới, số F0 tiếp tục tăng nhưng không đột biến do đối tượng nguy cơ cao đã được xét nghiệm và có kết quả. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, chiều nay 27 tháng 5 bắt đầu phát động và tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại hai điểm nóng Bắc Giang và Bắc Ninh. Theo ông Tuyên, Bộ Y tế đã bàn bạc và thống nhất chuyển lô vaccine vừa về gồm 288.000 liều AstraZeneca chuyển tiêm tại hai tỉnh này. Cùng với số vaccine đã phân bổ trước đó, hai tỉnh này sẽ có 150.000 liều một tỉnh. Số vaccine này sẽ được sử dụng tiêm trước cho công nhân tại các khu công nghiệp. Ông Tuyên cũng cho biết, ngay sau lễ phát động sẽ triển khai tiêm ngừa, sau Bắc Giang và Bắc Ninh sẽ mở rộng ra các tỉnh thành khác. Theo cam kết của các hãng vaccine, từ nay đến tháng 7 sẽ có thêm khoảng 5 triệu liều vaccine từ nguồn COVAX, nguồn Việt Nam mua từ công ty AstraZeneca và công ty Pfizer. Tuy nhiên, do nhu cầu vaccine toàn thế giới, ngay trong thư cam kết các hãng cũng cho biết kế hoạch này vẫn có thể bị trì hoãn. Bộ Y tế vẫn đang nỗ lực tiếp cận các nguồn vaccine. Hiện với các nguồn đã chắc chắn, từ nay đến đầu năm 2022, Việt Nam sẽ có 110 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Cộng với các nguồn viện trợ bằng vaccine, lượng vaccine có thể đủ cho người có chỉ định tiêm chủng, nhưng tiến độ tiêm chủng đang rất chậm do vaccine về chậm. Thưa quý vị, tiếp theo bản tin nóng 24 giờ hôm nay, là sau 2 tháng khi cơ quan công an phát hiện đường dây ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bộ Y tế đã có quyết định cách chức giám đốc bệnh viện này. Việc để 2 tháng mới có quyết định này, theo Bộ Y tế, Bộ đã thành lập hội đồng kỷ luật, 2 lần họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, hình thức xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.
Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 5, đoàn kiểm tra của Bộ Y tế làm việc trực tiếp tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, đồng thời xem xét bản kiểm điểm của lãnh đạo bệnh viện. Ngày 13 tháng 5, Hội đồng Kỷ luật Bộ Y tế đã họp lần 3, thống nhất hình thức kỷ luật đối với các cá nhân của bệnh viện. Ngày 26 tháng 5, Bộ Y tế đã ban hành các quyết định về thi hành kỷ luật đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và ông Nguyễn Tuấn Đại, Phó Giám đốc Bệnh viện. Theo đó, cách chức với ông Tịnh do đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện, hậu quả rất nghiêm trọng. Khiển trách ông Đại do đã vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của phó giám đốc phụ trách chuyên môn chưa sâu sát trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn của bệnh viện. Hội đồng kỷ luật cũng yêu cầu lãnh đạo bệnh viện thực hiện ngay việc xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định và nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, yếu kém, vi phạm để ổn định hoạt động của bệnh viện. Bộ cũng giao ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, quản lý bệnh viện trong khi chờ nhân sự mới. Chiều ngày 27 tháng 5, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày một lần. Theo đó, Liên Bộ giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Và theo thông tin điều hành giá bán lẻ xăng dầu, giá xăng E5 RON 92 giữ nguyên là 18.420 đồng một lít, xăng RON 95 là 19.530 đồng. Như vậy, sau hai kỳ tăng giá liên tiếp, đây là lần thứ hai kể từ kỳ điều hành ngày 10 tháng 2, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được giữ nguyên. Tại cuộc họp về điều hành giá những tháng cuối năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính điều hành linh hoạt, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới. Cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn giá cho tất cả mặt hàng, nhưng chi 1.782 đồng từ quỹ để bù cho mỗi lít xăng E5 RON 92 và 875 đồng cho RON 95, kỳ trước là 1.050 đồng. Mức chi quỹ với dầu ma dút là 37 đồng 1 kg, kỳ trước là 500 đồng. Dầu diesel là 593 đồng mỗi lít, dầu hỏa chi ở mức 483 đồng 1 lít. Thưa quý vị, tiếp theo đây là phần tin thế giới. Ngày 26 tháng 5, Qatar thông báo hỗ trợ tái thiết dải Gaza sau khi Israel và lực lượng dân quân Hamas của Palestine đạt được lệnh ngừng bắn, chấm dứt xung đột gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong một thông báo, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani xác nhận, quốc gia này sẽ hỗ trợ tái thiết dải Gaza thông qua một cam kết trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Theo Al Jazeera, Qatar thường đóng vai trò trung gian giữa Israel và Hamas, nhóm quân nhân đã giành quyền kiểm soát dải Gaza kể từ năm 2007. Ngoài ra, quốc gia vùng vịnh đã đóng góp hàng trăm triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo và phát triển sau các lệnh ngừng bắn trước đó. Sự hỗ trợ của Qatar nhằm giúp người dân Palestine ở dải Gaza ứng phó với những thách thức trong cuộc sống do tình trạng xung đột và đóng góp vào việc tái thiết nhà cửa cũng như các cơ sở dịch vụ tại khu vực này. Tình trạng xung đột gần đây giữa Israel và lực lượng Hamas bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 và chỉ kết thúc vào ngày 21 tháng 5 sau lệnh ngừng bắn vô điều kiện. Hậu quả của cuộc giao tranh kéo dài 11 ngày đã khiến 254 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 66 trẻ em, làm hơn 1.900 người bị thương. Phía Israel cũng ghi nhận ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương. Ngày 26 tháng 5, một nhân viên vận tải xả súng giết chết 8 đồng nghiệp trước khi tự sát ở sân ga đường sắt tại California. Giới chức địa phương cho hay vụ xả súng xảy ra lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ địa phương, tại khu phức hợp thuộc quản lý của cơ quan vận tải Santa Clara Valley. 8 nạn nhân bị bắn chết và một người sống sót nhập viện trong tình trạng nguy kịch đều là nhân viên của một đơn vị vận tải gần sân bay thành phố San Jose, phía nam San Francisco, bang California. Cảnh sát trưởng Laurie Smith nói với phóng viên rằng tiếng súng vẫn nổ ra khi các cấp phó đầu tiên của bà đến hiện trường và kẻ tấn công đã tự kết liễu mạng sống của mình. Theo bà Laurie Smith, dường như kẻ xả súng biết cảnh sát được triển khai tới hiện trường nên đã tự sát. Các nhà chức trách không cho biết tên tuổi của tay súng khi đang điều tra cần nhiều chi tiết và động cơ vụ nổ súng. Tuy nhiên, tờ San Jose Mercury News và các hãng truyền thông khác đã xác định hung thủ là Samuel Cassidy, 57 tuổi, một nhân viên bảo trì tại sân ga. Tại Nhà Trắng, phát biểu sau vụ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hối thúc các thành viên quốc hội cần triển khai nhiều biện pháp mang tính hiệu quả để ngăn chặn tình trạng bạo lực liên quan tới súng đạn đang ngày càng gia tăng ở nước này. Trong bài phát biểu, ông Biden đã yêu cầu treo cờ rủ tại các căn cứ quân sự, căn cứ hải quân, đại sứ quán, lãnh sự quán, cơ quan hành pháp.
lệnh treo cờ rủ sẽ có hiệu lực tới ngày 30 tháng 5. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ ông đã ra lệnh cho các trợ lý của mình xác định nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Ông nói rằng các cơ quan tình báo Mỹ đang theo đuổi nhiều giả thuyết, gồm khả năng COVID-19 bắt nguồn từ một sự cố trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Theo kênh CNBC, ông Biden tiết lộ rằng vào đầu năm nay, ông đã giao cho cộng đồng tình báo Mỹ chuẩn bị một báo cáo phân tích cập nhật nhất về nguồn gốc COVID-19, gồm khả năng do con người tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh hay khả năng xuất phát từ một sự cố trong phòng thí nghiệm. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông đã trực tiếp chỉ đạo cộng đồng tình báo Mỹ nỗ lực gấp đôi để điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19. Kết quả điều tra phải đệ trình trong vòng 90 ngày. Trong thông cáo được phát đi vào tối ngày 26 tháng 5 theo giờ Mỹ, Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định việc chính trị hóa điều tra nguồn gốc COVID-19 sẽ không chỉ gây khó khăn cho việc tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện virus SARS-CoV-2, mà còn tạo điều kiện cho virus chính trị lây lan, hủy hoại nghiêm trọng các nỗ lực hợp tác quốc tế chống đại dịch. Thông cáo nêu rõ, Trung Quốc luôn kêu gọi hợp tác quốc tế để truy tìm nguồn gốc COVID-19 dựa trên nền tảng tôn trọng chứng cứ, khoa học nhằm hướng đến mục tiêu đưa thế giới phản ứng hiệu quả hơn trước đại dịch bùng phát bất ngờ trong tương lai. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin nóng lần sau với các thông tin cập nhật nổi bật trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.